đến với Lee Event. Trang trí tiệc cưới hỏi, sinh nhật, khai trương, sự kiện là một xu thế mới và dần dần nó trở nên tất yếu. Hầu hết chúng ta đều có thể tổ chức tiệc cưới tại một nhà hàng, khách sạn sang trọng, một trung tâm tiệc cưới hàng đầu hoặc tại thư gia nam nữ. Và tất nhiên có sẵn những trang trí cơ bản. Vấn đề là ở chỗ những trung tâm tiệc cưới này sẽ không thể phục vụ với mỗi khách hàng một style khác nhau. Dịch vụ trang trí tiệc cưới hỏi, sinh nhật, sự kiện của Lee Event với mong muốn thay đổi những mẫu trang trí này để đám tiệc đẹp hơn, sang trọng hơn với những thiết kế bắt mắt, đẹp, hiện đại, sang trọng và quan trọng là với một chi phí thấp. Hiện nay Lee Event nhận thực hiện lên ý tưởng chủ đề trang trí cho tất cả các hạng mục tại nhà hàng, khách sạn, tư gia. Tiệc cưới không đơn thuần là một buổi lễ chung vui cùng người thân và bạn bè. Đó còn là quãng thời gian cho đôi bạn trẻ chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình, những sở thích và khoảnh khắc mà họ đã cùng nhau đi qua. Mỗi cách trang trí là một câu chuyện tình yêu, đều mang một màu sắc riêng, nét cá tính riêng và tình yêu của họ cũng là duy nhất. Cưới hỏi là một bước ngoặt trọng đại trong cuộc đời mỗi con người. Hiểu rõ sự quan trọng ấy, dịch vụ trang trí tiệc cưới Lee Event luôn chú tâm để tạo ra những buổi tiệc cưới được trang hoàng sang trọng với một không gian vô cùng lý tưởng. Cặp đôi có thể chọn sử dụng tất cả các hạng mục trang trí tiệc cưới ở trên hoặc chỉ chọn một số hạng mục mà mình thật sự cần. Ngoài ra, trong cách tổ chức đám cưới thời nay, không nhất thiết lúc nào cũng phải trang trí tiệc với hoa tươi làm chủ đạo. Cô dâu chú rể có thể chủ động phối hợp những chất liệu khác nhau trong trang trí tiệc cưới như bong bóng, hoa giấy, ri băng, thủy tinh, gỗ, pha lê, nến. Để phục vụ cho các sự kiện của quý khách hàng được diễn ra hoàn hảo như ý, Lee Event chúng tôi là chuyên cung cấp các dịch vụ bê cháp, sắp lễ ăn hỏi, cho thuê người bê cháp ăn hỏi, cho thuê phòng cưới hỏi, cho thuê bàn ghế, trang trí rạp cưới, cho thuê cổng hoa, chụp ảnh, quay phim. Với mục tiêu là trở thành một nhà cung cấp dịch vụ trang trí cưới hỏi, khai trương sự kiện đầy đủ cũng như toàn diện nhất, tạo mọi điều kiện tiện nghi cho quý khách có thể tận hưởng tiện ích trong một không gian hiện đại ấm cúng. Bên cạnh đó, phong cách trang trí không làm mất đi vẻ hài hòa được kết hợp một cách tinh tế giữa kiến trúc hiện đại mang phong cách châu Âu và bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam. Tiêu chí của chúng tôi là trở thành một người bạn tri kỷ của cô dâu chú rể, của mọi gia đình, khách hàng, lắng nghe và thấu hiểu để thực hiện những sự kiện của quý khách với một tiêu chuẩn cao nhất, với chi phí hợp lý nhất. Hãy đến với Lee Event chúng tôi để ghi dấu lại những sự kiện đáng nhớ trong đời. Thông tin liên hệ: Lee Event, 54C Nguyễn Thái Học, phường 5, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Hotline: 0939 222 345, 0905 037 360. Lee Event, đẹp không gian, sang sự kiện.